Hello anh em, chào mừng đến với MGN Esports. Hiện tại VCS mùa hè 2022 chỉ còn một vòng đấu nữa sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi và cuộc đua cho vị trí dẫn đầu vẫn đang cực kỳ gay cấn. Hai đội tuyển cạnh tranh nhau ngôi vô địch lượt đi bất ngờ thay lại là Team Secret và SBTC Esports. Hai giáp siếc thường rất ít khi được ngồi trên đỉnh xã hội từ những mùa giải trước. Ở tuần thi đấu thứ tư này, hai đội tuyển từng thuộc khối liên hiệp FFQ sẽ có lần đầu tiên chạm trán nhau trong khuôn khổ VCS mùa hè 2022. Và đó cũng sẽ là trận siêu kinh điển lượt đi nhằm tìm kiếm đội tuyển xứng đáng đứng đầu VCS hiện tại. Hôm nay MGN Esports sẽ đưa ra những phân tích và dự đoán trận derby giữa Ẩn Mật Giáo và giáp siếc gà nhé. Mời anh em chú ý theo dõi. Trước khi đi vào vấn đề chính, chúng ta hãy nhìn lại chặng đường đầy cảm xúc đã qua của khối liên hiệp FFQ tại VCS mùa hè này. SBTC Esports sau một thời gian khá dài, cuối cùng đã có mùa giải đầu tiên có kết quả thi đấu tương xứng với chất lượng đội hình rất khủng của giáp siếc gà. Kết thúc 3 tuần đấu đầu tiên, SE đang đứng trên đỉnh bảng xếp hạng với chỉ một trận thua nhưng có đến 5 chiến thắng. Ở ngay trận khai mạc của mùa giải, SE đã chứng minh những huy chương vàng của GAM chỉ như Sokola đồng tiền bằng cách hạ gục kỳ phùng địch thủ với tỷ số 2-1. Trong những ván thắng trước GAM, SE đã đè bẹp hoàn toàn kho tiền và giành chiến thắng với cách biệt rất lớn, cho thấy lối chơi của chủ chuồng gà mùa giải này đã triệt để hơn rất nhiều. Tiếp đà phong độ đang lên cao sau khi úp bồ đối thủ chuyên kiếp, cộng thêm phong cách chơi hoang dã nhưng biết tiết chế đúng thời điểm đã được định hình. SE là lượt hạ gục hai đội tuyển đang rất muốn trả ơn họ là Genius Esports và anh của SE trong hai trận đấu kế tiếp. Đối đầu với Genius đồng nghĩa với việc SE phải gặp lại con quái vật mà họ đã kích là luật sư Yijin. Quả thật điều mà bé chân sợ nhất đã đến khi luật sư đánh cực kỳ hay trong ván 1 và nửa ván 2 để suýt tí nữa thì trả ơn được cho đội tuyển cũ. Thế nhưng chủ chuồng gà giờ đây đã là một đội tuyển rất khác khi đánh các pha giao tranh một cách bản lĩnh để lật ngược kết quả trận đấu. Sau đó vài ngày đến lượt Easy Love và ngày 2T có cơ hội trả ơn đội tuyển đã đối xử rất tệ với hai người. Thế nhưng vì sợ yếu tố cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến khả năng xử lý trong trận mà anh của SE đã quyết định giam ngày 2T và Easy Love trên ghế dự bị. Thiếu đi hai chiến thần cột trụ, anh của SE gần như không có một cơ hội nào trước SE đang vô cùng kỷ luật. Kết quả là chiến thắng 2-0 dễ dàng cho Celeb và đàn em trước thềm trận derby gia đình với SBTC Good Brother. Đối thủ tiếp theo của SE là người hảo huynh đệ SGB, chỉ mới có một trận thắng trước đội tuyển tầm trung Gân Đàm. Nhưng dù gì, Ngài Châu vẫn đang là đương kim Á quân VCS và đứng trong top 6 MSI cách đây không lâu, cho nên việc Ngài X cùng đồng bọn hóa thần để húp ròi ruột SE trong ván đấu đầu tiên cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Trước phong độ đang lên rất cao của SBTC Good Brother, tưởng chừng chiến thắng sẽ trôi tuột khỏi tay SBTC trong ván 2, nhưng chỉ trong một tích tắc hoàng tử DNK cướp thành công con Baron để chứng minh Ngài Bin vẫn là Ngài, thế trận đã đảo chiều hoàn toàn khi cụ già Celeb bắn tàn nát đội hình SGB. Bước sang ván thứ 3, cuộc đọ sức giữa gà và trâu vẫn vô cùng hấp dẫn, nhưng các chủ công của SE một lần nữa lại thể hiện bản lĩnh cao cường hơn các ngài bên phía SGB. Với tỷ số 2-1 chung cuộc, SE đã chứng minh thịt trâu ngon hơn thịt gà và duy trì thành tích bất bại sau 2 tuần thi đấu. Giữa lúc tập đoàn các SE con và học sinh lớp bé chân bắt đầu mơ về không khí chung kết thế giới ở Mỹ Đình, thì SE bất ngờ trở về với hình ảnh giáp siếc quen thuộc khi bị Team Wales úp bồ trong trận derby thảo cầm viên tiếp theo của mùa này. Chui về nơi sinh sống quen thuộc trong hang chưa được bao lâu thì SE lại phải rời chiếc hang yêu dấu này để nhường lại cho hai bố con Gân Đàm cùng Ngài Châu. Ở trận đấu cuối cùng trước thềm siêu đại chiến với Secret, SE đã phải chạm trán Cerberus. Đây là cặp đấu vừa để tích lũy điểm số nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, vừa là trận đấu tranh cúp vô địch content giai đoạn đầu VCS vì cún ba đầu đang rất muốn xoán ngôi gà hồng để làm vua hề mới. Sau 3 ván đấu nghẹt thở mà che tên đội với tuyển thủ lại cứ tưởng đây là LCK hoặc LPL88, cuối cùng SBTC là đội giữ cái đầu lạnh hơn để giành chiến thắng. Kết quả này cực kỳ quan trọng đối với cuộc đua vô địch và giành vé đi Mỹ của SBTC vì đã giúp giáp siếc gà cân bằng điểm số với Team Secret trước thềm siêu kinh điển. Team Secret, giống như SBTC, cũng có một VCS mùa hè 2022 xuất sắc hơn kỳ vọng khá nhiều. Sở hữu bao cựu tuyển thủ SE từng bị cho là không biết chơi game, nhưng trong màu áo Secret, tam giác quân xì này lại đang gồng gánh đội nhà cực kỳ lực tại VCS mùa hè. Trong 2 tuần thi đấu đầu tiên, Ẩn Mật Giáo liên tục phải đánh với những đội tuyển rất mạnh ở những mùa VCS trước là Cún Ba Đầu và Ngài Châu. Nhưng dù có là cựu vô địch VCS mùa đông hay đương kim top 6 MSI đi chăng nữa, thì tất cả đều phải quỳ xuống trước phong độ quá cao của Team Secret giai đoạn đầu mùa hè lần này. Trong cả 2 trận, dù luôn bị dẫn trước ở ván 1 nhưng bằng một cách nào đó mà khả năng đánh giao tranh của đội hình Ẩn Mật Giáo các ván đấu sau đó lại gắn kết và xuất sắc đến lạ thường. Kết quả là 2 trận thắng với cục tỷ số 2-1 và Team Secret dành tặng cho hai cựu vương của VCS. Không dừng lại ở đó, những tân binh như Team Wales và anh của SE tiếp tục bị Ẩn Mật Giáo dụ vào hang để làm chuyện đổi bại. Kết thúc 5 trận đấu, Secret đã toàn thắng cả năm và chễm chệ trên ngôi đầu bảng sau khi gà hồng bị cá voi nuốt trọn. Thế nhưng, trước thềm tuần thi đấu thứ tư diễn ra, hang động của Ẩn Mật Giáo đã bị gàm đại náo vì Gân Đàm có lẽ đang dần quen với việc sống trong hang. Mặc dù cũng thi đấu rất hay đúng chất đội tuyển dẫn đầu bảng đấu trong trận này, nhưng chung cuộc, 4 người Team Secret không thể thắng gàm với 6 thành viên được nên đành phải chịu thua và bị cắt đứt chuỗi bất bại ở con số 5. Trận thua của Ẩn Mật Giáo trước Gân Đàm vô tình khiến giáp siếc gà trở lại vị trí đồng hạng nhất trên bảng xếp hạng. Có kết quả cùng là 5 thắng 1 thua, SE và Secret chắc chắn sẽ bước vào trận derby khối liên hiệp FFQ tuần này với tâm thế không thắng thì thua.
Đội nào bước ra về với một điểm sẽ phải cảm nhận cái lạnh trên đỉnh bảng xếp hạng trước khi bước vào lượt về. Ngược lại, đội bị úp bô trong trận đấu này nên chuẩn bị đối diện với cảnh bị cún ba đầu, Ngân Đàm và Cá Voi mời đi liên hoan xác thịt. Vì tính chất quá quan trọng như vậy mà độ nóng của trận siêu kinh điển khối Phượng Hoàng lần này đang được đẩy lên mức giòn hơn heo của ông Dâu Đen. Để phân tích sức mạnh của Secret và SPTC hiện tại, có thể nói nếu một bên 9 điểm thì đội còn lại cao nhất cũng chỉ 9 rưỡi chứ không thể 10. Một số vị trí của cả hai đội đang không có phong độ đi đường quá tốt so với mặt bằng chung VCS. Nhưng bù lại, khả năng giao tranh của Ẩn Mật Giáo và Giáp Siếc Gà mùa giải này cứ phải gọi là na ná tê liệt với Royal Ngu. Về phía SE, Gà Hồng đang bay rất cao trên đôi cánh của một già một trẻ của mình. Ở cánh đường trên, sát thần Emperor mùa giải này không khác gì một con quái vật. Tính đến thời điểm hiện tại, Emperfect vẫn chưa thất thế trước bất kỳ top laner nào tại VCS trong những kèo đơn đấu. Mà ngược lại, sát thần còn nắm giữ ngôi vị top 1 solo queue VCS mùa hè năm nay, với số pha tới chơi nhà đối phương chắc đã lên đến hơn 20 lần. Mà các bại tướng nằm xuống dưới lưỡi kiếm của Emperor cũng gồm toàn những cái tên sừng sỏ như Kiaya, Hesmet hay Pool. Mới thi đấu chuyên nghiệp tại VCS vào mùa đông năm ngoái, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Emperor đã trở thành đường trên số 1 Việt Nam, cũng như được lên trước bố của Hesmet, ông nội của Kiaya và ông cố của Jeros. Nếu cứ tiếp tục ra sân với phong độ như hiện tại, thì chắc chắn sát thần sẽ tiếp tục là mũi nhọn sát thương được SE đặt niềm tin trong trận siêu kinh điển. Nhìn xuống phía cánh dưới của SE thì cũng không có gì bất ngờ, khi anh già Celeb vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ gánh sát thương chủ lực cho Giáp Siếc Gà. Hồi đầu mùa, đến các SE còn cũng tưởng rằng Gà Hồng sẽ để Vinboy đánh chính để Celeb già nua, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi rửa súng. Nhưng trong lần duy nhất được tung ra sân ở mùa hè năm nay, Vinboy lại đánh quá đần như Tam Thái Tử giai đoạn đầu mùa, vì Celeb vẫn tiếp tục phải vác khẩu tiểu liên 10cm ra cứu thua cho đội tuyển của bé chân. Mặc dù đã thuộc hàng gia nhất VCS, nhưng Celeb chỉ cần đi bộ vuốt râu thôi thì vẫn có thể áo trình các xạ thủ còn lại của giải đấu. Hiện tại, Celeb đang đứng đầu trong cuộc đua giành danh hiệu MVP của VCS mùa hè 2022. Hoặc cũng có thể, VCS đã trao tặng chiếc cúp tình thương này cho Celeb để giúp anh già có thêm động lực và tài chính đi khám cái lưng sau một thời gian dài phải gồng gánh các ngày của SE trụ lại VCS. Về phía đối thủ của SE trong trận derby này là Team Secret, mặc dù đang đứng vị trí đồng hạng nhất, nhưng vấn đề mà Ẩn Mật Giám vẫn mắc phải đang hơi khó để giải quyết ngay trước thềm trận derby khối FFQ. Cụ thể, khu vực đứng trên của Secret nơi Hero đang chấn giữ không phải là một phòng tuyến đủ vững chắc để chống đỡ trước SPTC, đội có top laner hay nhất VCS hiện tại. Ở giai đoạn 2 tuần đầu VCS mùa hè này, Fernando Hero gần như đã tái hiện lại hình ảnh đỉnh cao của chính anh trong mùa áo QTV Gaming trước đây, không còn đầy rẫy những pha thi đấu bẩn mắt người xem hay shot call đi vào lòng mẹ như khi còn khoác áo SE hoặc Team Secret hồi mùa xuân. Tiền vệ cánh Hero mùa này đã hạn chế chết ngu hơn khá nhiều, cũng như thường xuyên có những đóng góp đáng kể cho tập thể Secret trong giao tranh. Giới chuyên môn đã đánh giá Fernando Hero rất cao, cho đến khi thấy tiền vệ cánh hàng đầu một thời ký hợp đồng gia nhập GAM trong chính trận đấu của Secret với kho tiền. Sau khi được kho tiền chiêu mộ, Hero đã nhanh chóng cống hiến cả linh hồn cho màu áo vàng đen, giúp đội hình 5 người của GAM đánh sập hoàn toàn Ẩn Mật Giáo trong 3 ván đấu. Tuy vậy, hợp đồng giữa Hero và GAM chỉ kéo dài trong một trận, nên anh đã được trả về Team Secret ngay trong đêm. Với phong độ rất cao trong mùa áo GAM nhưng thấp chạm đáy xã hội khi ở Team Secret hiện tại, Hero chắc chắn là điểm yếu lớn nhất của Ẩn Mật Giáo mà SE có thể khai thác. Ngược lại, Ẩn Mật Giáo vẫn còn những mũi nhọn tấn công khác đang rất xuất sắc, đó là Penguin, Hậu Béo và Eddie. Penguin và luật sư Hậu Béo từng có màn thể hiện rất tệ lúc còn ở SE, nhưng khi đến với Team Secret lại có những bộ mặt khác hoàn toàn. Đặc biệt là mùa giải này khi bộ đôi cựu binh của SE vẫn đang gồng gánh Ẩn Mật Giáo rất lực. Ngoài ra, xạ thủ trẻ Eddie cũng là điểm tựa sát thương cực kỳ chắc cú cho Ẩn Mật Giáo mùa hè này. Từ đầu mùa đến nay, chưa bao giờ Eddie mắc lỗi nặng đến mức phải ra tín hiệu SOS, ngược lại còn thường xuyên gánh Secret vượt qua các tình huống hiểm nghèo. Nhưng sức mạnh lớn nhất của Ẩn Mật Giáo hiện tại chắc chắn phải kể đến khả năng lãnh đạo tài tình của huấn luyện viên Archie. Có lẽ chỉ có phong cách sấy cùng bội mập mới đủ sức lèo lái tất cả những chân bé đù này lại thành một tập thể mạnh như Secret hiện tại. Về tương quan lực lượng của hai bên, ở khu vực đường trên chắc chắn là tỷ số 1-0 dành cho SPTC Esports bởi vì Fernando Hero đang quá đần ở vị trí của mình. Còn sát thần Emperor thì đang trên hành trình nhận tất cả các top laner VCS làm con nuôi. Dù kết quả trận đấu này có là như thế nào đi nữa thì có một sự thật không thể phủ nhận, đó là sát thần ngon hơn tiền vệ cánh và Giáp Siết Gà đã đúng khi chọn giữ Emperor thay vì Hero. Nếu như không có bất kỳ sự can thiệp nào từ cánh cụt thì 100% Hero sẽ phải tự trang bị 10 bình oxy để thở trong trụ. Trong trường hợp tệ nhất cho Secret, sát thần Emperor sẽ tới chơi nhà Hero và dụ dỗ người đồng đội cũ khoác lại lên chiếc áo hồng đen huyền thoại. Khi đó, 4 người Ẩn Mật Giáo lại phải đánh với 6 người SE. Khu vực rừng là một trong hai nơi cực kỳ khó đoán trong trận siêu kinh điển VCS mùa này, khi mà DNK và Penguin đều đang là những nhân tố quá quan trọng với đội tuyển của họ. Khải Tô Kít không còn thể hiện kỹ năng đỉnh cao như thời trẻ, nhưng nhân cách hoàng tử ăn trộm của anh thì vẫn còn đó và luôn sẵn sàng tỏa sáng giúp SE trở về từ cõi chết. Độ đột biến của DNK là rất cao, nhưng về tố chất này thì Penguin không hề kém cạnh. Thậm chí ngoài các lựa chọn nhiều sát thương, cánh cụt còn có bản thể hiện tướng thành rất chuẩn mực. Mọi thứ về Penguin đều hoàn hảo, chỉ trừ tính cách hơi ít giao tiếp của anh có thể khiến Team Secret bị thiếu thông tin trong trận đấu. Tuy nhiên, kèo đấu giữa Kato Kid Việt Nam và cánh cụt hướng nội vẫn sẽ vô cùng khó đoán và có thể quyết định trực tiếp đến kết quả trận derby tranh ngôi đầu. Ở vị trí đường giữa, dĩ nhiên Artifact đang xuất sắc hơn địa một trong vai trò carry chính.
Sau một mùa giải còn như vứt đi trong mùa áo SE, luật sư Hậu Béo khi trở về mái nhà xưa Secret đã hồi xuân lại trở lại phong độ đỉnh cao của mình, đặc biệt là tại VCS mùa hè lần này. Còn địa một đến nay vẫn đang có đóng góp khổng lồ cho thành tích của SE, nhưng là ở vai trò short calling và tạo đột biến trong giao tranh. Quý Sida dường như đã master hai nhiệm vụ này, nhưng về khoản đi đường thì vẫn chưa cho thấy hình ảnh đỉnh cao như trước khi bị ban. Để so sánh công tâm thì Artifact đang có phần nhỉnh hơn địa, vì luật sư cũng giữ một vai trò co-team trong đội hình Secret. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu ủng hộ địa nhiều hơn khi Hậu Béo thường ít khi giành thắng lợi mỗi khi gặp Petland Mập ở VCS. Xuống khu vực đường dưới, lần này chúng ta phải nhắc đến vai trò hỗ trợ khi mà Su Hề đã đóng góp rất nhiều cho vị trí đồng hạng nhất của Secret và những pha co-team rất hay. Nhưng ở bên phía SE, dù không còn cỗ máy thông tin đáng sợ như trước, thì trung hàng hiệu giờ đây vẫn sở hữu khả năng tạo đột biến rất kinh dị trong đao tranh. Hai hỗ trợ có những điểm mạnh yếu khác nhau thì Celeb và Eddie cũng đang là hai xạ thủ hàng đầu VCS hiện tại. Mới ngày nào Eddie trẻ con, ngồi sau lưng họp lọp Celeb già cách thả diều, thì ngày nay hai anh em chuẩn bị phải bắn nhau để tìm ra ngôi vị xạ thủ số 1 Việt Nam. Eddie đang cho thấy anh là một xạ thủ trẻ xuất sắc và uy tín, nhưng cũng chỉ 1.9-1.10 với chỉ số ẩn đi bộ vuốt dầu của Celeb, thứ khiến xạ thủ 10cm cánh tim và giành MPV ầm ầm như thuở còn thơ. Với phong độ đang quá chắc chắn của Celeb, có lẽ đường dưới SE sẽ nhỉnh hơn Secret một chút nhưng không nhiều. Ngoài ra, cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện giữa hai máy sấy Alio Ferguson và Jose Mourinho cũng sẽ cực kỳ đáng xem. Chắc chắn tình huynh đệ giữa hai người già cùng chơi võ lâm mỗi đêm sẽ rạn nứt sau trận siêu kinh điển này. Chỉ là chưa biết thể liều hay thể muội sẽ nở nụ cười sau cuối. Sau khi đã phân tích tổng quan lực lượng hai bên, có thể thấy sức mạnh của SE lẫn Secret trước thềm derby khối FFQ đang khá cân bằng. Hai đội đều rất mạnh ở đường dưới và đặc biệt thích đánh ba ván để đủ tiền net. Trong khi SE không mạnh đường mid bằng Secret thì ẩn mờ giáo cũng lủng đường trên cực mạnh. Vì vậy rất khó để dự đoán, nhưng em hãy tin MGN nhé. Tỷ số là 2-1 cho SE.